Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải cái bài tập này. Đây, cái bài này người ta sẽ cho chi tiết có kích thước như hình đây các bạn. Đây là một cái chi tiết cái trục bậc các bạn nha. Nó có là cái đường kính lớn ngoài nè, ở d lớn ngoài nè, và cái trục bậc nhỏ ở trong nè, d nhỏ nè các bạn, và cái khoảng s này các bạn, tức là cái khoảng chênh lệch đấy. Người ta kêu nè, nếu trình tự gia công là d lớn rồi đến d nhỏ, tức là người ta sẽ tiện cái đường kính trục lớn ngoài đây nè đó, sau đó người ta tiện đường kính trục nhỏ trong đây nè đó. Hãy lập các cái kích chức, hãy lập các cái chuỗi kích thước và xác định kích thước của khâu S, tức là xác định kích thước khâu này nè. Biết là E là độ lệch tâm, ở đây nó có E cái độ lệch tâm, tức là giữa cái đường kính nhỏ và đường kính lớn này nó không có đồng tâm các bạn, nó bị lệch. Và biết kích thước nè, đường kính D lớn là 100 cộng 0.03 và trừ 0.01, còn đường kính D nhỏ nè là 60 cộng 0.01 và trừ 0.01, và cái độ lệch tâm E của nó là 0.01 nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ đi giải bài toán này như sau. Bây giờ mình sẽ tiến hành lập cái chuỗi kích thước các bạn. Và cái trình tự gia công của mình là D lớn nè, tức là mình tiện D lớn nè, xong rồi đến D nhỏ nè. Đó, thì cái khâu khép kín nó chính là khâu S nha các bạn. Và đây người ta kêu mình đi tìm cái khâu S, chính là bài toán thuận các bạn ha. Và ở đây mình sẽ chia ra làm hai trường hợp các bạn. Tức là trường hợp thứ nhất là cái đường kính nhỏ này nè, nó lệch về phía bên phải ha. Còn trường hợp thứ hai là nó lệch về phía bên trái. Hiện giờ đây là đường kính nhỏ này, đó, tâm của đường kính nhỏ nó lệch so với tâm của đường kính lớn. Tâm đường kính lớn này đây nè các bạn, không? Tâm đường kính nhỏ là đây. Tâm đường kính nhỏ nó lệch so với tâm đường kính lớn này về phía bên phải ha. Một đoạn E như thế này. Đó. Thì ở đây mình sẽ đi lập cái chuỗi kích thước này các bạn. Ở đây mình xuất phát từ cái mép của đường kính lớn ngoài nè. Đó. Đi về tâm của đường kính lớn nè, đó là D chia 2 nè các bạn, đoạn này là D lớn chia 2 nè. Rồi, tới đây đúng không? Rồi mình sẽ đi lên đụng cái tâm đường kính nhỏ là một khoảng lệch này là E nè. Đó, rồi từ tâm đường kính nhỏ nè. Đó, mình đi lên tới cái mép của đường kính nhỏ nè là D nhỏ chia 2 nè. Rồi, từ cái mép này đi lên trên mép của đường kính lớn là S nè, đó, vậy mình đóng kín cái chuỗi của mình nè. Ở đây tôi sẽ phóng to lên các bạn đây nè. Tôi phóng cái chuỗi này, cái chuỗi nó như vậy đúng không? Tôi phóng to lên để nó dễ, tại vì ở đây nó hơi nhỏ các bạn không thấy nè. Và tôi sẽ chọn cái điểm này nè. Cái điểm bên đây nè, đó, làm điểm xuất phát đi. Tôi sẽ đi một vòng nè, đi D lớn chia 2 nè. Tới đây. Thấy không? Tới đây là vị trí này nè. Gặp thằng này đi lên, đi qua hướng phải như này, E nè. Đó, rồi tới đây nè, rồi đi qua đây, đi qua đây D nhỏ chia 2 nè. Bây giờ là tới đây, tới đây đi đoạn S nè, đó, đóng kín lại cái chuỗi mình nè, đó, cái chuỗi mình là một vòng đóng kín nè. Rồi ở đây mình lý giải thêm một chút, do cái đoạn E này nè các bạn, cái độ lệch E này nè là cái độ lệch tâm, nên mà mình có thể xem như nó là một khâu và có cái kích thước danh nghĩa AE này nè là bằng 0, và cái sai lệch của nó là cộng 0.01 hoặc là trừ 0.01. Nếu mình lấy cái hướng dương qua đây á, hướng dương qua đây thì nó lệch, ví dụ dương đây, rồi đây là cộng 0.01, rồi lệch qua đây là âm 0.01 chẳng hạn vậy. Rồi bây giờ mình mới đi xác định, mình tách riêng ra hai trường hợp nè, mình đi xác định là các cái khâu tăng khâu giảm trong trường hợp mà nó sẽ lệch về phía bên phải như vậy. Đó, thì ta nhìn cái chuỗi này nè, thì mình sẽ xem này, khâu tăng nè, ta có nè. Ở đây khâu khép kín là khâu S nè, cho nên mình lấy S làm chuẩn nè. Những thằng nào mà ngược chiều với lại thầy S chính là khâu tăng. Ở đây ta có D lớn chia 2 này ngược chiều nè, mũi tên ngược cái S nè. Cho nên D lớn chia 2 là khâu tăng nè. D chia 2, D lớn là khâu tăng nè. Thì cái hệ số beta của khâu D này là cộng 1/2 đúng không? Khâu tăng mà nó một nửa khâu thôi, là cái hệ số beta này là cộng 1/2 nè.
Rồi, chỉ có một khâu tăng thôi. Rồi, tiếp theo các khâu giảm này các bạn, ta có khâu E là khâu giảm nè. Nha. Khâu E là khâu giảm cho nên là BE của nó là -1 nè. Rồi cái khâu D nhỏ chia 2 này à, chính là khâu giảm luôn. À, và cái hệ số beta của D nhỏ nó là -1/2 ha, một nửa khâu thôi. Đó. À, một nửa cái kích thước này thôi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đi tính kích thước danh nghĩa và sai lệch giới hạn. Đầu tiên mình đi tính kích thước danh nghĩa các bạn. Thì ta có kích thước danh nghĩa của khâu khép kín nè bằng tổng kích thước danh nghĩa của các khâu thành phần tăng nè cộng cho tổng kích thước danh nghĩa của các khâu thành phần giảm nè. Ha. Và các bạn nhớ hệ số beta nha. Thì ở đây cái trong cái khâu của mình á cái khâu khép kín của mình chính là khâu S nè, cho nên A sigma chính là bằng AS nè. Rồi. Đây là bây giờ mình phân tích tiếp nè. Tổng kích thước danh nghĩa của các khâu thành phần tăng mà nãy mình vừa phân tích là trong cái chuỗi này chỉ có khâu D lớn ha, khâu D lớn này là khâu thành phần tăng thôi ha, mà hệ số beta của D lớn này chính là 1/2 đó, cho nên là 1/2 A D lớn nè. Rồi hết khâu tăng qua khâu giảm nè, cộng cho nè cái hệ số beta của khâu giảm là ở trong đây á, cái khâu giảm nó có hai khâu các bạn, đó là khâu D nhỏ nè và khâu E. Thì khâu D nhỏ mình một nửa đây nè, D nhỏ chia 2 cho nên là hệ số beta của nó là trừ nè, nó là khâu giảm mà, trừ 1/2 A D nhỏ nè. Rồi cái E này thì khâu giảm luôn cho nên nó là cộng cho beta của nó là trừ 1 A E. Rồi mình gáp số vô nè các bạn. Ở đây kích thước danh nghĩa của thằng D lớn này là 100 nè, mình chia 2 nè, 1/2 100 nè, cộng cho 1 trừ 1/2 của thằng kích thước danh nghĩa D nhỏ nè, mà kích thước danh nghĩa của D nhỏ là 60 nè các bạn, thấy chưa, một nửa của 60 nè. Rồi thằng AE á, như nãy mình nói đó, AE là mình xem như là cái kích thước danh nghĩa của nó là bằng 0 ha, nó chỉ có sai lệch giới hạn trên, sai lệch hàng dưới đó, đây là 0.01 và trừ 0.01 thôi. Như vậy mình bấm máy tính ra nó ra là 20 ha, vậy là cái kích thước danh nghĩa của khâu S này nè chính là 20. Rồi tiếp theo mình sẽ đi tính cái sai lệch giới hạn trên và sai lệch giới hạn dưới. Thì theo công thức mình học á, sai lệch giới hạn của khâu khép kín nè, ở đây chính là ES sigma nè, nó sẽ bằng là ES S nè, đó, khâu khép kín mình là khâu S mà, thì sẽ bằng là tổng các cái sai lệch giới hạn trên của các cái khâu thành phần tăng nè cộng cho tổng các cái sai lệch giới hạn dưới của các khâu thành phần giảm nè, nhưng giờ các bạn lưu ý với lại cái hệ số beta nha, tương ứng nha. Thì ở đây á, cái sai lệch giới hạn trên của khâu khép kín tức là ESS nè sẽ bằng nè, đây thằng này á, sai lệch giới hạn trên cái cụm này nha, mình phân tích cái cụm này ra, cái cụm này là tổng sai lệch giới hạn trên của các cái khâu thành phần tăng, ở trong đây trong cái chuỗi này chỉ có khâu D lớn là khâu tăng thôi, mà beta của D lớn là 1/2 nè, viết lại là 1/2 nè, ESD lớn nè, thấy chưa. Rồi hết chưa, hết hết bên khâu thành phần tăng rồi, qua khâu thành phần giảm nè, khâu thành phần giảm ta có hai khâu là D nhỏ và E, đúng không? Bây giờ mình xét D nhỏ trước đi. D nhỏ nè, cái hệ số beta của D nhỏ là -1/2 nè các bạn, một nửa thôi nè, đúng không? Và EI của D nhỏ nè, rồi xét qua thằng E này nè, là nó là khâu giảm luôn, cho nên hệ số beta của nó là -1 nè, đó, thay vì cộng beta E là trừ cho 1 đó, trừ cho 1 đó nha. Rồi thằng E viết lại nè. Vậy mình gáp số vô nè các bạn. 1/2 ESD, ESD đây các bạn. ESD mình đổi qua micromet luôn các bạn. Đây 0.03 thì tương ứng với nó là 30 nè. 30 micromet nha. Cộng cho trừ 1/2 viết lại EID nhỏ, EID nhỏ đây. Trừ 0.01 tương ứng với nó là trừ 10 micromet nè. Đây. Rồi trừ cho EIE, EIE đây. Đó, trừ cho EIE là trừ cho trừ 10 nè. Đó, thấy chưa? Vậy là mình bấm máy tính ra cái này nó ra là 30 micromet các bạn. Tức là cái sai lệch giới hạn trên của khâu S này là bằng 30 micromet. Tiếp theo, mình sẽ tính sai lệch giới hạn dưới. Thì sai lệch giới hạn dưới của khâu khép kín chính là sai lệch giới hạn dưới của khâu S nè. Sẽ bằng tổng các sai lệch giới hạn dưới của các khâu thành phần tăng cộng cho tổng các sai lệch giới hạn trên của các khâu thành phần giảm nhân với hệ số beta này. Rồi thì ở đây mình xét nè, những cái thằng nào là khâu tăng, ta có khâu D lớn này thôi, cho nên là
mà beta của đây lớn thì 1 phần 2 nè. Đó, 1 phần 2 EI của đây lớn nè. Cộng cho khâu thành phần giảm là chỉ có ESD nhỏ nè các bạn nha. ESD nhỏ nè. Mà D nhỏ là cái beta của nó là trừ 1 phần 2 nè. Rồi. Đến trừ cho cái ESE nè. Tại vì E này cũng là khâu giảm nè. Đó, các bạn gáp số vô. Ở đây EI delta lớn. EI D lớn nè là 1 phần 2 nè, đúng không? EI của đây lớn là trừ 10 nè, trừ 10 nè, cộng cho trừ 1 phần 2 ESD nhỏ, ESD nhỏ đây các bạn là 10 nè, thấy chưa, 10 nè. Rồi trừ cho ESE, ESE là thằng này nè, đó, là 10 nè, đó, trừ cho 10 nè, đó, bấm máy tính ra là trừ 20 mm. Đó, vậy là mình có được cái, mình đã tìm được cái khâu S này rồi các bạn, đó là kích thước danh nghĩa của nó là 20, sai lệch giới hạn trên của nó là 30 mm tương với nó là cộng 0,03, và sai lệch giới hạn dưới của nó là trừ 20 mm tương với nó là trừ 0,02. Đấy chưa? Đó, thì mình tìm được cái dung sai của khâu S này là lấy cái thằng sai lệch giới hạn trên là trừ đi sai lệch giới hạn dưới nè, là lấy 30 trừ cho trừ 20 là ra 50 nè. Rồi mình đi kiểm tra lại các bạn, kiểm tra lại bằng công thức này nè. Ta có dung sai của khâu khép kín, tức là dung sai của khâu S nè, bằng tổng dung sai các khâu thành phần. Ở đây ta thấy nè, dung sai khâu thành phần ở đây ta có 3 khâu thành phần các bạn. Đó là khâu D lớn nè, khâu D nhỏ và khâu E nè. Thì ở đây á, mình sẽ tính nè. Mình sẽ lấy dung sai của cái khâu D nhỏ nè. Đó, chia 2 nè, D nhỏ chia 2 nè. Là mà D nhỏ là đây, là 10 nè, đúng không? 10 nè. Trừ cho trừ 10 là 20 nè các bạn. Đây 20 chia đôi nó ra nè. Đó. Rồi dung sai của khâu D lớn nè. Đây là 30 trừ cho trừ 10 là thành 40 nè. 40 chia 2 nè các bạn. Và cộng cho dung sai của khâu E nè các bạn. Dung sai E là 10 trừ cho trừ 10 là 20 nè. Đó có nghĩa là gì? Ở đây là 20 chia 2 cộng cho 40 chia 2 cộng cho 20. Có nghĩa là bằng đúng 50 luôn. Ha, so sánh với cái đáp số bên đây là bằng nhau. Đó. Rồi bây giờ mình xét trường hợp thứ hai nha các bạn. Trường hợp thứ hai á, là trường hợp mà giả sử cái chỗ đường kính nhỏ này nè, đường tròn nhỏ này nè, nó lệch về phía bên tay trái các bạn ha, lệch về phía bên tay trái so với cái tâm của cái đường kính lớn ngoài. Đó, thì mình xem coi cái chuỗi kích thước mình như thế nào. Mình cũng lập chuỗi kích thước nè. Mình đi từ mép ngoài đây nè các bạn. Đây D lớn chia 2 nè, tới đây, tới tâm của D lớn chia 2 nè. Đó. Rồi cái đoạn này chính là đoạn lệch tâm E này các bạn. Thấy chưa? Đoạn này E. Rồi tên lên đây. Lên đây, từ đây mình sẽ đi về cái mép này. Từ đây tới đây chính là D nhỏ chia 2 này các bạn thấy không? Rồi từ đây qua đây chính là S nè. Đó. Tôi sẽ zoom to cái chuỗi kích thước này lên để cho các bạn dễ thấy nè. Đó. Tôi xuất phát từ điểm này. Đây nha. Đây là điểm này. Mình đi theo một chiều nè. Đó. D lớn chia 2 nè các bạn. D lớn chia 2 nè. Tới đây. Mình đi E, đi theo đường này. Đây, E theo đường này. Rồi, tới đây. Là tới đây nè. Đi về đây. Đó là D nhỏ chia 2 đi về đây. Gặp tới đây. Tới đây đoạn này là S. Đi vô đây là S. Nó vậy là đóng kín cái chuỗi của mình. Đó, mình được một cái chuỗi kính như vậy. Như vậy là trong trường hợp này các bạn thấy nè. Ở đây cái khâu khép kính mình vẫn là khâu S nè. Ha, khâu S là khâu khép kín. Và cái hướng mũi tên của khâu S này là về phía bên tay phải, còn thằng này, thằng E này về phía bên tay trái. Có nghĩa là gì? Thằng E này nó đã đổi vai trò rồi các bạn. Thằng E này trường hợp thứ nhất á, là nó là khâu giảm, bây giờ nó trở thành khâu tăng rồi các bạn. Mũi tên nó ngược với lại thằng S đây nè. Thấy chưa? Cho nên nó nằm ở trên khâu tăng nè. Nó thì trong cái chuỗi này nó có hai khâu tăng. Đó là khâu D lớn nè. Đó, khâu D lớn nè. Và cái hệ số beta của D lớn là khâu tăng nè. Là cộng 1 phần 2 nè. Và khâu E cũng là khâu tăng luôn nè các bạn. Cho nên hệ số beta E là cộng 1 luôn nè các bạn ha. Cộng 1 nha các bạn. Rồi. Ở đây nó chỉ có một khâu giảm thôi các bạn. Đó là khâu D nhỏ nè. Cái hệ số beta của D nhỏ là trừ 1 phần 2 nè. Tại vì ở đây là D nhỏ chia 2 nè. Thấy chưa? D nhỏ chia 2. Rồi tương tự như vậy mình sẽ đi tính cái kích thước danh nghĩa các bạn. Đây. Các bạn có kích thước danh nghĩa nè. Mình tính xem ứng dụng đúng công thức nè. Kích thước danh nghĩa của khâu khép kín là bằng tổng kích thước danh nghĩa của các khâu thành phần tăng nè, cộng cho tổng kích thước danh nghĩa của các khâu thành phần giảm nè. Và nhớ lưu ý cái hệ số beta này nha. Bây giờ cái kích thước danh nghĩa
của khâu khép kín của mình hiện giờ là khâu khâu S nè, ta có AS nè, chia bằng nè. Bây giờ là tổng kích thước doanh nghiệp của các khâu thành phần tăng. Ở đây ta có hai khâu thành phần tăng, đó là khâu D lớn chia 2 và khâu E nè. Đó. Thì D lớn chia 2 nè, đây 1/2 A D lớn nè. Đó, thấy chưa? Beta của nó là 1/2 nè, cộng 1/2 nè. Rồi khâu E. Khâu E là khâu tăng cho nên hệ số beta E của nó là 1 nè. Nó cộng cho AE nè. Rồi cộng cho cái khâu kích thước doanh nghiệp của khâu giảm các bạn. Thì khâu giảm ở đây á là khâu D nhỏ chia 2, mà D nhỏ chia 2 hồi nãy mình có cái hệ số beta của nó là -1/2 nè các bạn, một nửa nè, và khâu giảm nè, đúng không? -1/2 A D nhỏ nè. Rồi mình gáp số vô các bạn. Ở đây D lớn của mình là 100 nè, chia đôi ra nè, thấy không? AE của mình, AE của mình thì cái kích thước doanh nghĩa coi như bằng 0 nè. Rồi cộng cho 1 -1/2 nè, viết lại nè. A D nhỏ, A D nhỏ là 60 nè đó. Vậy thằng này là 50 nè, thằng này là -30 nè. Vậy thằng này nó ra là 20 nè đó. Vậy là gì? Cái kích thước doanh nghĩa của khâu S này vẫn là 20, giống như trường hợp đầu tiên nè. À, trường hợp mà lệch phải đó. Tiếp theo mình đi tính cái sai lệch giới hạn các bạn. Sai lệch giới hạn của cái khâu khép kín sẽ bằng là tổng các sai lệch giới hạn của các khâu thành phần tăng sai lệch giới hạn trên đó cộng cho tổng các sai lệch giới hạn dưới của các khâu thành phần giảm. Thì ở đây các bạn xem nha. Ở đây là ES sigma sẽ bằng ESS nè. À, cái tổng các cái sai lệch giới hạn trên của các khâu thành phần tăng, ở đây ta có hai khâu tăng, đó là khâu D lớn và khâu E nè. Thì ở đây ta có ES D lớn nè các bạn, và hệ số của D lớn này là 1/2 nè, -1/2 nè, khâu tăng nè các bạn thấy không? Rồi E nữa, ES E là khâu tăng nè, hệ số của nó là 1 nè, -1 nè. Thấy chưa, nằm trong cái cụm này. Rồi cái cụm bên đây các bạn, hết khâu tăng rồi đó, qua khâu giảm nè. Khâu giảm thì ở đây ta chỉ có một khâu giảm thôi, đó là thằng D nhỏ này. Đó, thì D nhỏ thì khâu giảm thì đi với nó là EI, EI D nhỏ nè. Và cái này là -1/2 nè các bạn thấy không, -1/2 nè. Rồi mình ráp số vô các bạn. Bây giờ là ESD lớn, ESD lớn này là này nè. Đó, là 30 nè các bạn, đổi 30 mm nha, 30 nè. Đó chưa, 1/2 của 30 nè. Cộng cho ESE, ESE là sai lệch giới hạn trên của khâu E nè. Đây là 10 nè, cộng cho 10 nè, thấy chưa? Cộng cho -1/2 rồi viết lại nè. EID nhỏ, EID nhỏ là đây, là -10 nè các bạn, -10 mm nè, thấy chưa? Đó, mình bấm máy tính ra, ở đây là 15 nè. Đúng không? 30 chia 2 là 15 nè, cộng 10 nữa 25 nè. 25 cộng cho thêm 5 nữa là 30 nè. Thấy chưa? Vậy là sai lệch giới hạn trên của khâu S là 30 này, giống như cái nãy luôn nha các bạn, giống như trường hợp 1 luôn nè. Đó, mình giải hai cái trường hợp này ra nó phải giống nhau thì mới đúng nha các bạn. Tiếp theo nè, EI của khâu S nè sẽ bằng tổng các sai lệch giới hạn dưới của các khâu thành phần tăng cộng cho tổng các sai lệch giới hạn trên của các khâu thành phần giảm nè. Thì ở đây nó cái khâu thành phần tăng là sai lệch giới hạn dưới của nó là EID nè, và hệ số của nó là 1/2 nè. Và khâu nào khâu tăng nữa, khâu E nữa, EIE nè, thấy chưa? Hệ số của nó là -1 nè. Cộng cho đây ES, ES của khâu giảm, ES khâu giảm gì thì có một khâu giảm thôi là khâu D nhỏ nè. À, mà hệ số của D nhỏ này là -1/2 này đó. Gấp số vô các bạn. EID lớn, EID lớn là -10 thấy không? -10 nè. Đó, 1/2 ở trước nè, -10 nè. Rồi EIE, EIE là đây, -10 nữa nè. Đó, -10 nè. Rồi cộng cho 1/2 viết lại nè. ESD nhỏ lần này là 10 nè. Đó. Ở đây là -5 nè các bạn. -5 với trừ này nữa là -15 nè. -15 với -5 nữa nè. Thấy chưa? Là -20 nè. Đó, vậy cái kích thước S này có cái thông số là 20 nè. Cộng 0.030 nè. Rồi -0.020 là đó. Nó giống như cái hồi nãy đúng không? Đó, và ta kiểm nghiệm lại cũng là dung sai của khâu S này là 30 trừ cho -20 là 50 nè đó. Và ta kiểm tra lại y như cái thằng kia, nó cũng ra đúng 50 nè. Thấy chưa? Như vậy là cái bài của mình giải ra bằng hai cái trường hợp. Trường hợp lệch tôi ghi lại nè. Trường hợp hồi nãy nè các bạn, trường hợp này là trường hợp lệch phải nè. Nó vẫn ra là S là 20 cộng 0.030 và -0.020, và trường hợp lệch trái nè các bạn,
ha, trường hợp là trái nó cũng ra kết quả tương tự như vậy luôn, 20 cộng 0,030 và trừ 0,020 nè. Đó. Cho nên là các bạn phải để ý nha. Giải hai trường hợp này ra nó cùng kết quả thì mới đúng. Đó, cho nên là nếu mà trong bài thi thì các bạn chỉ cần giải trong một trường hợp thôi là được rồi, để nó tiết kiệm thời gian. Như vậy là tôi vừa mới giải thích cho các bạn xong cái bài tập này. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy cho tôi một like, các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp. Các bạn hãy đặt chuông thông báo để khi chúng phát hành những cái clip mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được các cái clip đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau.